tâm không phóng dật. Lời Phật dạy, này các tỳ kheo, phàm có những thiện pháp nào, tất cả những pháp ấy lấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật là tối thượng trong các pháp ấy. Chú giải, một lần nữa Đức Phật nói về tâm không phóng dật, xin các bạn lưu ý, muốn tâm không phóng dật thì các bạn phải phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân ý. Vậy pháp phòng hộ sáu căn là pháp nào? Thứ nhất là pháp độc cư, thứ hai là pháp tứ chánh cần, thứ ba là pháp tứ niệm xứ, thứ tư là pháp thân hành niệm. Biết rõ tâm không phóng dật là pháp tối thượng trong các pháp thiện. Vậy thì muốn ly dục ly ác pháp thì chúng ta phải bằng mọi cách giữ gìn tâm không phóng dật. Phải không các bạn? Bằng mọi cách phải giữ tâm không phóng dật, tức là phải biết lấy pháp làm hòn đảo, làm chỗ nương tựa vững chắc cho ta, thì tâm sẽ không phóng dật. Cho nên Đức Phật thường nhắc nhở chúng ta, hãy lấy giới luật và giáo pháp ta làm thầy, làm hòn đảo, làm chỗ nương tựa vững chắc. Chính vì chỗ tâm không phóng dật là thiện pháp tối thượng, là sự chuyển hóa nhân quả, là đạo đức không làm khổ mình khổ người, là mục đích tâm bất động của Phật giáo, là niết bàn tại thế gian, là tâm thanh thản an lạc và vô sự, là bất động tâm định, là ly dục ly ác pháp. Cho nên, người tu hành theo đạo Phật thì phải lấy tâm không phóng dật làm pháp môn tối thượng. Vậy, trên bước đường tu theo Phật giáo thì chúng ta phải khắc ghi trong lòng lời dạy này. Lấy không phóng dật làm căn bản, lấy không phóng dật làm chỗ quy tụ, không phóng dật là tối thượng trong các pháp thiện ấy. Pháp vi diệu. Lời Phật dạy, này các tỳ kheo, rồi ta suy nghĩ như sau: pháp này do ta chứng được, thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ người có trí mới hiểu thấu. Còn quần chúng này thì ưa ái dục, khoái dục, ham thích ái dục, khó mà thấy được định lý, sự kiện này thật khó thấy. Tức là sự tịnh chỉ tất cả các hành, sự trừ bỏ tất cả sanh y ái diệt, ly tham đoạn diệt, niết bàn. Chú giải, những lời dạy trên đây, Đức Phật đã xác định một cách quả quyết rằng pháp môn của mình đã tìm ra và đã tu chứng là sâu kín mầu nhiệm, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận và vi diệu. Nếu ai đã tu tập đúng những pháp môn giới định tuệ thì lời ca ngợi này là một sự thật, không có một chút gì dối người. Khi tu tập xong, chúng tôi mới hiểu rõ lời dạy của Phật thật là sâu kín mầu nhiệm, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận và vi diệu. Cho nên, từ xưa đến nay các nhà học giả tu hành chưa tới nơi tới chốn là đem kinh sách Phật ra giảng thuyết làm sai lệch nghĩa lý của Phật pháp. Hiểu sai, làm lệch ý Phật mà còn kết tập thành kinh sách thì kinh sách ấy là một mớ kiến giải chữ nghĩa, chứ tu hành làm sao đạt được cái gì? Pháp của Phật đâu phải để cho người tâm còn dục mà tu tập. Vì tâm còn dục, bạn không thể nào tu theo Phật giáo được. Cho nên Đức Phật nói, quần chúng này thì ưa ái dục, khoái dục, ham thích ái dục, khó mà thấy được định lý, sự kiện này thật khó thấy. Thưa bạn, khi muốn tu theo Phật giáo, thì bạn có hiểu biết bạn không? Bởi vì bạn mang tâm dục đến với đạo Phật, thì bạn chỉ uổng công mà thôi. Nếu bạn xa lìa tâm dục, thì sẽ không ưa ái dục, không khoái ái dục, không ham thích ái dục, thì bạn mới thấy rõ định lý của đạo Phật rất là mầu nhiệm và sâu kín.